đây anh em. Đang có anh chết này. Rồi vâng, hello, xin chào mọi người đến với video của mình nhé. Hôm nay mình sẽ quay một đoạn video clip ngắn này. Đây là món thịt nướng mọi người nhé. Thịt nướng làm ở đám cỗ này. Nướng kiểu thủ công nhé, bằng củi, than củi kia nhé. Đây có mấy xiên chín rồi này, sống rất là ngon. Cái này nhìn khô lắm rồi nhỉ. Khô lắm rồi. Khô nhỉ. Cái này héo bó hết rồi. Con này lợn già nhìn điên xì luôn. Nó đỏ. Đây xiên thịt mọi người nhé, rất là ngon. Dân nhậu mà nhìn phát biết ngay đúng không? Này đồ, cái này đùa, cái này nó chín, nó khô hết rồi. Nhà mấy xiên này được rồi đấy. Ừ. À, thịt nướng đây là nướng kiểu giống thủ công thôi mọi người nhé. Anh em họ hàng đang làm ít cỗ nên có ít việc. À cái này cho mỡ vào chứ. Cho nó vào gần tí này, cho ít mỡ này. Đây cho ít mỡ rồi. Dai lắm hả? Cái này được rồi, cái này khô quá rồi. Đây món thịt nướng. Thì cái con này lợn nó già rồi. Con này nếu mà theo anh em nó đoán phải không dưới 4 năm. Chất pí rồi. Chất pí là 7 năm mọi người nhá. Anh em đã vừa nói tiếng dân tộc. Khả năng cái loại này hôm nào mình ăn cái loại 7 năm khả năng giống thế này, cái loại con này thì cũng không kém 7 năm mà 6 năm rồi. Đây anh em đang xiên kìa. Đó hơn cả thịt ngựa. Ngựa ăn thua gì? Cái loại ngựa bây giờ cán mà mới ăn thua được. Đây anh em đang làm mấy làm cỗ nhé. Nhưng mà để là sao cái gì? Cái gì đấy? Cái nhất dịch nó về một số bên này. Như đằng này nó nóng mà. Đằng này nóng rồi. Dạ, thịt lợn nướng kiểu thế này phải ăn ngay mà nó mới ngon. Để lâu nó khô nó cứng. Vâng. Nóng quá mọi người. Mùa nóng mà nướng thịt ăn thì tuyệt vời rồi. Ấy dám cái lửa xuống. Dám ít thôi. Nghe khét lắm nghe. Đây, muốn tiếp tục đây, món nướng đây. Này mà cứ uống rượu trực tiếp ở đây nhỉ. Xong rồi cứ xin nào nữa. Chín thì ăn lên đấy thì mới ngon này. Đây
Ui văn thì có cảm này, bán nó mới xuất hiện này. Đây, đi cần đấy. Cùng nhiều. Nó đang nóng rồi chả thế.